Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lào Cai được triển khai hàng năm đã thu hút đông đảo học sinh trên địa bàn toàn tỉnh tham gia. Không chỉ là môi trường để các em phát huy khả năng sáng tạo, cuộc thi còn tìm ra các sản phẩm hữu ích, có tính ứng dụng cao, có thể đưa vào sử dụng trong cuộc sống. IVSA, thiết bị hỗ trợ hoạt động truyền dịch an toàn tại các cơ sở y tế, là một sản phẩm do nhóm các em học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai thiết kế. Sản phẩm có khả năng tự tính toán lượng dịch đã truyền, sau đó tự động kích hoạt các chức năng báo động qua chuông tín hiệu và điện thoại của nhân viên y tế, giúp quản lý chính xác thời gian kết thúc dịch truyền. Có nhiều bệnh nhân ở đây là người dân tộc thiểu số và họ còn gặp cản trở trong giao tiếp bởi vì là tiếng Kinh chưa thực sự thành thạo. Họ lúng túng, không biết là phải thông báo với bác sĩ khi nào khi dịch truyền đã hết, và chúng em đã nghĩ ra sản phẩm này. Máy phát cháo từ thiện tự động của nhóm học sinh trường Trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai cũng là một sản phẩm có tính ứng dụng trong hoạt động thiện nguyện. Với sản phẩm này, người nhận chỉ cần quẹt thẻ của mình lên máy, sau đó nhấn nút, cháo sẽ được bơm tự động cho đến khi đạt nhu cầu. Để cái máy này có thể đưa vào sử dụng thực tiễn thì chúng em nghĩ là chúng em còn phải hoàn thiện về mặt thẩm mỹ, tăng thêm tính tiện lợi cho máy, như là sau khi mà đổ cháo ra xong thì sẽ có thêm cả một hệ thống đậy nắp, rồi lúc đấy thì mới đưa cho bệnh nhân, lúc đấy vừa đảm bảo được về cái độ an toàn vệ sinh thực phẩm. Có 28 sản phẩm thuộc 5 lĩnh vực tham gia vòng chung khảo cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lào Cai lần thứ 19 năm 2024. Trong đó có nhiều sản phẩm đều có tính ứng dụng, đặc biệt là các sản phẩm thuộc lĩnh vực dụng cụ sinh hoạt gia đình, đồ chơi trẻ em và lĩnh vực đồ dùng dành cho học tập. Ví dụ như là các sản phẩm về mô hình của một số các cái loại động cơ sử dụng trong cái ứng dụng vào cái học tập của cái môn vật lý, hoặc là các cái bảng tuần hoàn hóa học, hoặc là một số cái mô hình có liên quan đến việc ứng dụng giảng dạy một số cái môn học mới theo chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018, thì đó đều là những cái sản phẩm mà có tính ứng dụng tương đối là tốt. Vì độ tuổi và lượng kiến thức nên có thể hàm lượng công nghệ cao chưa được sử dụng nhiều trong các sản phẩm sáng tạo do các em học sinh thực hiện. Nhưng đây sẽ là tiền đề quan trọng để các nhà sáng chế tương lai phát triển niềm đam mê nghiên cứu, tạo ra những sản phẩm tốt, phục vụ đời sống.